Những ngày này, ngư trường khu vực miền Trung đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại với các hoạt động khai thác hải sản, hậu cần nghề cá. Đồng hành cùng bà con ngư dân là sự hiện diện và các hoạt động hỗ trợ hướng dẫn của lực lượng hải quân kiểm ngư trên biển. Đây chính là chỗ dựa vững chắc tin cậy để ngư dân an tâm vươn khơi bám biển dài ngày, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế biển và gìn giữ chủ quyền quốc gia. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh hoạt động mạnh ngay sau dịp Tết Nguyên đán, khu vực Bắc Biển Đông những ngày đầu năm thường xuyên có gió cấp 6, cấp 7 với các đợt sóng cao từ 3 đến 5 mét. Xác định đây cũng là thời điểm bà con ngư dân bắt đầu vào vụ với khoảng từ 250 đến 300 tàu cá hoạt động hàng ngày trên khu vực. Chi đội kiểm ngư số 3 phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã triển khai lực lượng sẵn sàng có mặt tại các điểm nóng của ngư trường để bảo vệ ngư trường, hỗ trợ ngư dân trong công tác tìm kiếm cứu nạn, giải quyết các tranh chấp xung đột với tàu nước ngoài trên cơ sở hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế. Qua đó làm điểm tựa vững chắc cho người dân và chính quyền các địa phương nơi đầu sóng ngọn gió. Thưa quý vị và các bạn, sau lưng tôi đây là tàu 390 của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Quân chủng Hải quân với nhiều tính năng ưu việt được trang bị hiện đại nhằm hỗ trợ cho công tác tuần tra, cứu trợ cứu nạn trên biển. Sự hiện diện của những chiếc tàu hiện đại như thế này sẽ đảm bảo cho sự xuất hiện của các lực lượng trên các vùng biển của Việt Nam, qua đó giúp bảo vệ ngư trường, hỗ trợ ngư dân khai thác sản xuất, góp phần thực thi pháp luật trên biển, qua đó bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong công tác cứu hộ cứu nạn đó là bên các ban ngành chức năng họ cùng nhiệt tình họ làm, ví dụ tàu la thì họ ra xua đuổi, hoặc là như ngư dân mà gặp nạn đó các thứ thì họ tập trung họ ứng cứu thôi. Ở đảo chúng tôi rất là yên tâm, các cái lực lượng đóng quân trên địa bàn, đặc biệt là các cái lực lượng của trung ương của vùng thì thường xuyên tuần tra canh gác. Ở đảo thì nó có mấy lớp, ngoài cùng thì là kiểm ngư hải quân. Rồi vào gần đấy thì có cảnh sát biển, rồi là biên phòng, thế nên chúng tôi rất là yên tâm. Để ngư dân an toàn khai thác trên biển, đồng thời tuân thủ nghiêm cả quy định về phòng chống khai thác IUU theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC. Thời gian qua, các lực lượng kiểm ngư hải quân đã linh hoạt trong công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, như tuyên truyền tại các âu thuyền, cảng cá, tổ chức tiếp cận tàu cá đánh bắt hải sản trên biển. Đề nghị vận động bà con ngư dân sang tàu kiểm ngư để tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật. Kết quả sau 5 năm nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng của EC, ngư trường khu vực Bắc Miền Trung với các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Hải, Phú Yên được đánh giá các địa phương nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng chống khai thác IUU, không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự trên khu vực. Cái đồng hành ngư dân bám biển thì Lý Sơn có lẽ là cũng là một cái đội tàu cũng rất là vững chắc, và kể cả Bộ Tư lệnh Vùng 3 cũng như là Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển 2 đó cũng thường xuyên tuyên truyền giúp đỡ bà con để mà có những cái việc đánh bắt, vừa kết hợp đánh bắt vừa kết hợp bảo vệ cái khẳng định cái chủ quyền biển đảo của mình. Và trong cái bối cảnh như vậy thì các cái sự hướng dẫn của các cái đơn vị về hải quân cũng như là cảnh sát biển có ý nghĩa hết sức quan trọng để bà con không có vi phạm về luật biển quốc tế cũng như không đánh bắt bằng các cái hình thức mà có tính chất tận diệt và hủy diệt môi trường. Đối với chương trình đồng hành với ngư dân vươn khơi bám biển thì Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân chúng tôi xác định là rất là thường xuyên và rất được quan tâm. Ngoài có những vấn đề thăm hỏi, động viên các gia đình ngư dân thì chúng tôi luôn luôn sẵn sàng thực hiện các cái chuyến là cứu hộ cứu nạn trên biển và sẵn sàng giúp đỡ ngư dân trong quá trình khai thác hải sản trên biển. Ngoài ra có những là chú trọng thêm là về vấn đề là chăm sóc và đỡ đầu có em của ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là một chương trình quân chủng hải quân cũng đang tiến hành và rất là quan tâm trong vấn đề này. Bằng mệnh lệnh từ trái tim với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn cho bà con ngư dân trong khai thác trên biển, những chiến sĩ của lực lượng kiểm ngư và hải quân nơi đầu sóng ngọn gió với những việc làm ý nghĩa thiết thực sẽ là điểm tựa vững chắc tin cậy cho bà con ngư dân trên biển miền Trung, giúp bà con yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.